Mình cô sẽ tạo một thư mục là slide 04 đi hàng. Đó, ở đây giả sử như cô sẽ tạo một cái file HTML demo.html. Thì cô sẽ tạo một cái file JS, thư mục là JS. Tạo là demo đi ha. Demo object ha. .js. Cái này cô import nó thôi. Cô dùng cái script. Cô gọi nó .sep.js. Đó, demo JS lưu lại, chạy ha. Run. Chưa có gì ha. Đấy. Rồi. Ok. Cô demo trên JS này thôi. Đầu tiên thì cô sẽ demo cái object trước nhá. Đây, mình sẽ nhấn F12 nè. Mình sẽ chạy trên console ha. Để các bạn nhìn cho nó dễ. Console. Để nó nằm ngang. Thôi để đây cũng được, kệ nó đi. Rồi. Ở đây giả sử như các bạn lưu ý nè, trong cái object trong JavaScript có rất là lâu rồi ha. Tuy nhiên thì ở cái bản mà F6 á thì nó có một cái từ khóa là class luôn để tạo object. Nhưng mà cô sẽ không nhắc đến từ khóa class. Bạn nào mà muốn coi cái từ khóa class á thì các bạn có thể vào đây nè, các bạn vào thẳng cái WBAR School á. Các bạn coi cái anh JavaScript ha. Ở đây các bạn có các cái version. Đây, JavaScript version. Đây nhé các bạn. Đây. Đấy, bom ở đây có luôn nè. Nhưng mà nói sau đi ha. Đây, JS class nè. Ok. Thì đây nó có các cái version này các bạn. Nó có cái bản S6 này các bạn nhìn nhé. Đây, cái bản S6 này nè. Thì ở đây nó có những cái tính năng mới. Thì đây nó có một cái từ khóa là cái class này các bạn. Đó, bắt đầu có từ cái S6 nó có class. Ok không ạ? Đấy. Thì cô sẽ không nói cái này. Thực ra các bạn có thể coi cái này. Nó có từ khóa class luôn. Nó giống, các bạn thấy nó giống như là cái Java vậy đó. Nó tương đương vậy đó. Đó, cách viết của nó là cái này. Tuy nhiên thì trong bài học của mình ấy thì nó nói đến cái JavaScript cơ bản nên cô sẽ chỉ nhắc đến JavaScript cơ bản thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm cái này nhé. Thì ở đây thì cách tạo một object ở trong JavaScript thì ta có những cái cách tạo như sau. Cách tạo thứ nhất đó là các bạn tạo một cái object gắn bằng new object. Nếu như mà cái bình thường các bạn tạo OBJ không á thì nó không xác định kiểu. Không xác định kiểu nhá. Ok. Các bạn có thể là xem kiểu của nó nhá. Alert nè. Hay là console log nè. Cái kiểu của nó, mình kiểm tra kiểu của nó, mình dùng cái type of cái hàm để kiểm tra kiểu của cái anh OBJ. Thì nó sẽ hiển thị ra là undefined. Đấy, nó sẽ hiển thị ra là undefined. Ok không? Đó. Nếu các bạn gán nó là bằng số thì nó hiểu là kiểu number. Kiểu number. Nếu các bạn gán nó là chuỗi thì nó hiểu là kiểu string. Vậy thì nếu các bạn mà gán nó là object. Ở đây các bạn để là new object. Thì ở đây thì ở đây nó hiểu là kiểu object. Đúng không ạ? Nó hiểu là kiểu object. Đấy. Thì ở đây thì các bạn khi tạo như này thì bản thân nó là object rồi. Bản thân nó object rồi thì các bạn có thể gán cái giá trị cho nó. Các bạn gán cái thuộc tính ví dụ obj.
À, ví dụ các bạn để là họ tên, ví dụ các bạn gắn bằng ví dụ như là Hường TT, đúng chưa? Thì ở đây thì các bạn có thể xuất được ra, cái này được gọi là thuộc tính nhá, các bạn có thể xuất ra nó là ví dụ con số log, ví dụ như là họ tên hai chấm, các bạn cộng với obj chấm họ tên. Đây, vậy thì nó hiểu cái họ tên này là thuộc tính nha các bạn. Đấy, nó lấy ra được nè, nó thuộc tính. Ok, vậy là các bạn có thể gắn thuộc tính cho một cái object, một đối tượng, hoặc là các bạn có thể gắn phương thức cho nó. Thì các bạn có là obj chấm, ví dụ như là nhập, đúng không? Đấy, bằng function. Đấy, phương thức thì nó phải là function mở đóng ngoặc. Cái này ví dụ các bạn làm ví dụ các bạn có là obj, hoặc là các bạn lấy dict chấm họ tên, dict là chính cái object đó, đúng không? Gắn bằng prompt. Đó, nhập. Ok chưa? Nó gắn cho cái thuộc tính họ tên. Đó, và khi các bạn lấy ra nhé. Các bạn prompt có đâu nhỉ? Bây giờ mình sẽ gọi nhé, mình sẽ gọi hàm nhập nè. Cô sẽ có là obj chấm nhập, cô gọi cái hàm nhập nhé, lưu lại nè. Thì nhập ví dụ cô nhập là ví dụ như là phương Nga đi ha, đó thì ở đây nó sẽ hiển thị là phương Nga. Ok chưa? Đấy, tức là các bạn có thể tạo thuộc tính và phương thức cho đối tượng. Ok chưa? Thì cái này được gọi là phương thức nha các bạn. Thì các bạn để ý nhá, lúc cô gõ obj chấm nhập là không có móc tròn, đúng không? Nhưng khi cô gọi nó là có móc tròn. Các bạn lưu ý nhá, nếu các bạn gọi mà không có móc tròn thì đó là phương thức, đó là cái thuộc tính. Còn khi gọi mà có móc tròn thì đó là phương thức, nó phải là hàm. Giả sử như bây giờ cô gán nhá, cô gán một cái giá trị vào đây, đúng không? Ví dụ như là cô gán là tên, đúng không? Ở đây cô gán là chấm họ tên bằng tên đi ha. Thì ở đây cô truyền nhá, khi gọi thì cô phải truyền nó. Ví dụ cô truyền vào là Phương Nga, đúng không? Thì cô lưu lại nè, thì nó sẽ gán là Phương Nga, đúng không? Ví dụ cô gọi là cô gán giá trị là ví dụ như là ví dụ Trường An như vậy, thì cô nó xuất ra là Trường An, được chưa? Thì ở đây các bạn lưu ý này, phương thức thì có thể các bạn truyền đối số cho nó. Ok, và truyền đối số thì truyền ở đây nè. Ok không ạ? Đấy, đây là đối số nhá. Đấy, khi mình gọi thì mình phải truyền đối số cho nó. Được chưa? Thì là mình đang tạo một cái thuộc tính và một cái phương thức cho cái đối tượng là object obj. Đó là cách thứ nhất để các bạn tạo một object và tạo phương thức và thuộc tính cho cái object đó bằng cái cách như thế này, cách một này, new object. Cách thứ hai, mình có thể mình không, tức là các bạn thấy là sinh viên của mình chẳng hạn, thì mình không chỉ có một sinh viên mà có thể có nhiều sinh viên, đúng không? Cho nên mình sẽ tạo một cái lớp giống như lớp ở trong Java vậy đó. Thì ở đây nó không có lớp, hiện tại cái bản này là không có lớp nha. Cái bản Excel trở về sau nó mới có lớp ha, có class, bản này không có class. Rồi mình chạy cái gốc nó không có class. Thì nó sẽ có một cách là mình tạo cái hàm mẫu, hay mình gọi là cái lớp tương đương với lớp trong Java. Thì cách thứ hai là như thế này. Cách thứ hai nè. Cô sẽ tạo một cái mẫu, và cái này gọi là hàm mẫu nha, hàm nè, function kiểu sinh viên. Ok. Trong sinh viên giả sử chúng ta có là dict chấm họ tên bằng gì đó. Đây là thuộc tính của nó nhé. Ở đây là mình sẽ có là có họ tên đưa vào. Mã trước ha, mã sinh viên, họ tên, điểm chẳng hạn. Mình truyền cho nó ba cái đối số. Thì ở đây mình sẽ có là họ tên sẽ bằng họ họ tên, dict chấm họ tên, dict chấm mã. Mã sinh viên sẽ bằng mã. Ok. Rồi dict chấm điểm. Các bạn thấy giống con chắc tờ trong Java không ạ? Điểm bằng điểm nhá. Thấy chưa? Được chưa? Rồi bây giờ này, đây được gọi là hàm mẫu.
Hàm này có thể có đối số hay không đối số tùy mình. Trong tình huống này cô đang viết là cái hàm có đối số, có ba đối số, được chưa? Rồi cách dùng nè. Bây giờ cô tạo một đối tượng là sinh viên. Ví dụ cô tạo là và SP1 gán bằng new sinh viên. Các bạn thấy có toán từ new chưa? Đấy, đây phải có toán từ new nhá. Đấy, new sinh viên, và ở đây các bạn có ba đối số thì các bạn truyền ba đối số vào cho cô. Như PS0001. Cái này là Phương Nga. Cái này là nhiều 9 điểm, như vậy. Ok chưa? Rồi nè. Cô vừa tạo được một đối tượng. Khi cô tạo như thế này thì lập tức nó truyền ba đối số vào và nó gán ngược lại cho ba thuộc tính. Ok chưa? Bây giờ cô sẽ lấy nó ra nhé. Cô xuất bản Nga ra nè. Cô sẽ lock. Đấy, mã sinh viên. Hai chấm cộng nè. À, SV1 nhớ là SV1 nha. Chấm à mã. Ok, lock lại nha. Có đúng là PS001 không? Ok chưa? Đúng chưa? Đấy, mình truyền vào sao nó lấy ra như vậy này. Nhớ là khi lấy ra phải là lấy tên của đối tượng chấm thuộc tính của nó nhé. Được chưa? Đó. Rồi bây giờ cô viết một cái hàm gọi là hàm xuất thông tin nha. Dit chấm xuất thông tin bằng function. Rồi, các bạn xuất ra như nào nhỉ? Ví dụ như là console log. Cái này là mã sinh viên 2 chấm cộng dit chấm mã nha. Dit là chính nó ha. Đó. Console log. Tên sinh viên cộng dit chấm họ tên. Cái này không có xuống dòng. Muốn xuống dòng thì các bạn cộng thêm cái sẹt n vào đây. Cái sẹt n nhá. Đó, cộng thêm sẹt n vào. Ok. Rồi. Cái này là điểm ha. Họ tên chấm điểm. Cái này chấm điểm đúng không? Cái này là điểm. Rồi. Bây giờ gọi nó này. Cô chỉ cần lấy SV chấm xuất thôi. Đây. Cô chỉ đây, mất nha. Dữ liệu chưa lock cái gì nè. Bây giờ gọi đến cái hàm xuất nè. Cô chỉ lấy SV1 chấm xuất thông tin là xong. Nhớ là có móc tròn nha các bạn. Đấy, xuất ra này, PS này, Phương Nga này, điểm này. Chuẩn chưa? Ok. Vậy là cái mẫu này thì sao? Nếu cô tạo thêm một sinh viên nữa thì sao? Đây. Cô tạo một sinh viên nữa, cô chỉ cần new một cái mới. SV2. SV2. Cái này là 2. Ở đây các bạn đổi tên đi. Đấy. Đó. Ok chưa? Đó, ra được hai người chưa? Ok chưa? Vậy là gì ạ? Nó khác nhau giữa hai cách này nhé. Cách một nè. Nếu các bạn dùng va obj.new object, mỗi lần các bạn chỉ tạo được một object duy nhất. Đúng không? Mỗi lần tạo được một object thôi. Ok. Còn anh này nhá. Mỗi lần các bạn tạo mẫu, một cái mẫu và mỗi lần gì đấy ạ? Các bạn gì đấy ạ? Các bạn có thể tạo nhiều cái object đúng không? Mà sử dụng lại được cái phương thức này nè. Còn trên này có sử dụng lại được không ạ? Chắc chắn là không. Đây. Giả sử như trên này. Bây giờ cô muốn tạo một cái object khác. Nhìn nhá. Tôi lại phải copy anh này. OBJ2 không có nổ lỗi ạ. OBJ2. Cái này là 2. Cái này là 2 luôn. Vậy là cái này mình phải viết lại nhé các bạn. Vậy là cái phương thức mình cũng viết lại mà thuộc tính mình cũng phải viết lại. Hiểu ý không ạ? Vậy là mình muốn tạo hai object thì tất cả cái này mình viết lại hết. Vậy thì nó không có tối ưu. Cái này chỉ dành cho mỗi lần các bạn tạo được một object thôi, trong trường hợp này. Còn khi các bạn muốn tạo một danh sách sinh viên
Khi các bạn muốn tạo một cái danh sách sinh viên, chắc chắn là sẽ có nhiều hơn một sinh viên. Vậy thì cách tối ưu hơn, tức là mình tạo từ cái mẫu này, ok không ạ? Tạo từ mẫu này, nó bao gồm thuộc tính và phương thức luôn, và cái phương thức này nó tái sử dụng được luôn. À, cô lấy ví dụ, bây giờ cô tạo mảng các sinh viên thì sao? Các bạn nhìn nhá. À, mình tạo mảng các sinh viên thì sao nhá? Đây, mình sẽ dùng cái cách tạo mảng đúng không? Bây giờ cô sẽ tạo mảng nhá. Cái này cô comment lại nè. Ok, cô tạo mảng nè. Khi truy xuất thì các bạn truy xuất từng phần tử nhé. Đây. Ví dụ cô sẽ tạo là va mảng nè. Array SV gán bằng new array chẳng hạn. Đó là cách tạo thứ nhất, hoặc là bằng dấu móc vuông. Dấu móc vuông. Ok chưa? Rồi bây giờ cô sẽ for nè. Giờ cô nhập 5 3 đi, 3 sinh viên. Cô for. Và y gán bằng 0, y nhỏ hơn 3, y cộng cộng. Mình dùng mảng nhá. Mỗi phần tử của nó mình sẽ tạo là một cái object. Vậy cô sẽ có array y. Y. Đúng không? Sẽ gán bằng nè, new sinh viên. Khi new sinh viên thì chắc chắn các bạn phải truyền ba cái tham số cho nó, đúng không? Đúng không ạ? Vậy bây giờ muốn truyền ba tham số, truyền kiểu gì? Cô sẽ làm như thế này. Và mã sinh viên, mã gán bằng prompt. Và tên gán bằng prompt luôn. Cô không truyền tham số, nó đỡ mất công nha. Và điểm bằng prompt luôn. Ok. Rồi, bây giờ các bạn truyền cái gì đây ạ? Mã tên điểm. Ok chưa? Đó. Rồi chạy nhá. Ví dụ cô để là 1 nè. Rồi 1 1 1 nè, tên nè, điểm nè, 1 1 nè. Rồi bây giờ 2 nè. Cái này là 2 2 2 nè. 2 2 nè. Rồi 3 nè. 3 3 3 nè. 3 nè. Ok. Nhập đủ 3 người đúng không? Rồi bây giờ muốn xuất ra thì sao? Nhập rồi bây giờ xuất ra thì sao? Mình lại for. Nhưng bây giờ mình không cần chạy đến 3 nữa. For và y gán bằng vẫn y gán bằng 0. Y nhỏ hơn array chấm chấm len, đúng rồi, chính xác, y cộng cộng. Đó, mình xem nó nhập bao nhiêu thì mình cho len bấy nhiêu. Ok, mình xuất nó ra. Mình gọi tới cái SV chấm xuất này các bạn. Mình lấy từng phần tử của nó nè, là array y đúng không? Đúng chưa? Chấm gì ạ? Đúng rồi, xuất thông tin là xong. Ok chưa? Trả lại nhá. Một nè. Một 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 một. Rồi. Hai. Hai. Rồi, hai hai. Ba. Ba ba ba. Rồi, ba ba. Đúng không? Một nè, hai nè, ba người. Đồng ý chưa? Vậy các bạn thấy nó tiền không ạ? Ok. Vậy là mình tạo một cái mẫu, mình có thể tạo được nhiều cái object dựa trên cái mẫu này. Và trong cái mẫu này, function này nó bao gồm là thuộc tính nè và phương thức. Phương thức thì chắc chắn phải có function. Ok chưa? Thì đó là cách để tạo dựa theo mẫu, là cách thứ hai. Đúng chưa? Rồi cách thứ ba. Cách thứ ba này các bạn. Mỗi một cái này, một cái object này các bạn nhìn nhá. Có cách thứ ba nữa, đó là va. Ví dụ như là objsv, cách này thì với cách đầu nó gần giống nhau. Mỗi lần nó tạo được một object thôi. Object nó bao bởi dấu móc nhọn nè. Ok không? Rồi,
Thuộc tính là thường cái này chỉ hợp với làm với dữ liệu thôi nha, không chứa phương thức. Chứa được phương thức nhưng người ta không làm. Đây, mã nha. Mã sinh viên 2 chấm. Giống như PS 0001. Phẩy. Tên sinh viên 2 chấm. Giống như là Phương Nga. Đúng không? Điểm 2 chấm. Đó, xong. Cái này là một object. Thì cái cách này nè và cách trên này nó bản chất nó cũng gần gần giống nhau. Nhưng mà sau này người ta sẽ dùng cái cách này nhiều hơn tại vì nó đơn giản. Hiểu không ạ? Đơn giản. Cái này là tạo được một đối tượng này các bạn. Bây giờ mình xuất đối tượng này ra nhá. Là gì đấy ạ? À, dường như là cô comment cái đống này lại nha. Đây, mình xuất ra nè. Cái này ví dụ như là mã. À, cái này là cộng với cái gì ạ? À, OBJSV chấm mã. Đó là xong. Ok. Lấy mã chưa? Rồi cái này mình lấy ra tên thì cái này là tên. Là xong. Và cách này nè các bạn thêm được object luôn, thêm được phương thức luôn nhưng người ta không làm. Người ta không làm. Viết được phương thức luôn. Ví dụ các bạn để là phương thức này. Ví dụ như là xuất đúng không? Hai chấm function. Được luôn á, nhưng mà không làm. Ok. Rồi con xong lốc anh này ra. Cô copy anh này nhé. Đây. Đấy. À, nhưng không làm. Làm nó mất công tại vì mỗi lần có một object à. Đấy, dit chấm mã. Đấy, tên sinh viên điểm. Ok đấy. Rồi bây giờ nhá, cô muốn xuất ra nè thì cô lấy là gì đấy ạ? Là obj sv chấm xuất thông tin. Và xuất thì đương nhiên nó phải có dấu mốc tròn. Xuất ra chưa? Đấy, nó có thể gì đấy ạ? Đây là thuộc tính, đây là phương thức phải không? Thấy không ạ? Giống như trên. Nhưng mà thường nếu người ta viết như này nè, người ta thường mô tả dữ liệu. Tại vì mỗi lần người ta chỉ tạo được một object và mỗi lần nó cũng tạo được một cái phương thức để thao tác với object này, nó lãng phí. Không lẽ object thứ hai các bạn lại va cái nữa rồi các bạn làm. Tại vì nó giống cái gì ạ? Nó giống cách trên này, chỉ có hai cách khai báo khác nhau thôi. Và anh này mỗi lần khai báo nó cũng chỉ khai báo được một object. Ok. Và thường người ta dùng cách này để người ta để khai báo dữ liệu nhá. Cho nên cái chỗ này người ta bỏ này các bạn. Các bạn sẽ không nhìn thấy nó. Không, sẽ không thấy đâu. Ít dùng. Ít dùng. Đấy, cho nên chỗ này cũng không có. Được chưa? Đấy. Vậy bây giờ các bạn đặt câu hỏi là tạo mảng các object thì làm sao? Đúng không ạ? Các bạn sẽ đặt câu hỏi là ô bây giờ đấy là một object với mảng thì sao? À, nó đơn giản như này các bạn ơi. À, các bạn tạo một cái var array SV gắn bằng mảng là dấu móc móc vuông. Và trong mỗi dấu móc vuông này nè, nó sẽ có một cái object. Đây là một object, phẩy một cái xuống dòng, thêm cái nữa. Object thứ hai. Hay không? Đấy, vì cái này là trường thiên trường địa cửu. Đó, ok. Đã chưa? Rồi bây giờ nào gọi nó thế nào các bạn? Tôi không biết có mấy object. À, ở đây có hai object đúng không? Tôi lại dùng vòng lặp tôi truy xuất nào. Vòng vòng lặp nè, Ctrl C ở đây nhá. Dùng for thôi. Ok. Nhìn nhá. Array SV chấm len mình lấy array y. Array nè, y nè. Là ra một object nha. Array y là ra một object nè. Đúng không? Đấy nhá, con số lốc ra nè. Con số lốc ra nè. À, họ tên đúng không? Mã. Mã nè. Cộng nha. Array nè, SV nè.
y nè là một object nè, rồi chấm mã nè là ra mã của object đó nè, truy xuất mảng này, cộng thêm dấu xuống dòng cho cô nha, sẹp nở. Vậy là mình được cái gì ạ? Vậy là mình sẽ được cái mã, mỗi lần truy xuất là ta dùng y để truy xuất theo từng object. Vậy là cô sẽ đây có hai object, vậy nó xuất ra hai cái mã, được chưa? Bỏ comment này lại, được chưa? Hai cái mã nè. Rồi muốn truy xuất tên nè, chỉ cần thay cái này bằng gì đấy hả? Tên SV đúng không? Là ra tên nè. Ok. Còn muốn xuất điểm nè, thay này bằng điểm nè. Ok. Ra điểm chưa? Đổi này thành biểu thành 8 nè. Được chưa? Rồi cô thêm một người nữa nè, cô thêm một đối tượng nữa nè. Copy nè. Thêm một đối tượng nữa nè. Cái này là 03 nè. Cái này là giả sử như là Tuấn Nghĩa nè. Lưu lại nè. Phải ra 3 người không? Ra 3 người chưa? Ok không? À, và cách này người ta hay dùng nè các bạn. Tức là cái object này để các bạn là mô tả dữ liệu nhá. Dữ liệu nè, nó gồm nè, trong một object nó gồm các cái thuộc tính, các cái thành phần của nó là một cặp. Cái này gọi là key, cái này gọi là value. Thì hoặc là cái này thuộc tính và cái này là value của thuộc tính. Ok không ạ? Đấy, vậy là cô vừa chỉ các bạn có 3 cách ha. Cách thứ nhất là cách tạo từng cái một như này. New object. Cách thứ hai là cách các bạn tạo một cái mẫu. Ok không ạ? À, và các bạn tạo mảng từ mẫu cũng tạo như bình thường thôi. À, dùng toán từ new để tạo từng cái object. Và cách thứ ba là đây là cách tạo một object. Đấy, mình khai báo trực tiếp luôn. Hoặc là mảng các object là như này. Đồng ý chưa? Đến đây hiểu không? Đấy. Và truy xuất thì với truy xuất với object nha, mình sẽ lấy tên object, mình chấm tên object, mình chấm cái key này nè, cái thành phần, chấm cái thuộc tính của nó. Ok. Có thể dùng để gán giá trị, hoặc có thể dùng làm gì ạ? Lấy giá trị ra. Còn khi các bạn mà dùng mảng, tạo mảng thì lưu ý là gì đấy ạ? À, khi tạo mảng thì nhớ mảng là có dấu móc vuông nè. Và truy xuất tới từng phần tử của mảng trước là ta dùng gì đạo vòng lặp for để mình truy xuất từng phần tử của mảng. Mỗi phần tử là một object. Ok không? Và khi truy xuất được từng phần tử của mảng rồi, mình chấm truy xuất tới từng phần tử của object là nó sẽ ra. Ok. Đấy. Là xong nhé.